Xin chào mọi người, tôi là Cường. Hôm nay tôi rất là vui khi có mặt ở đây để chia sẻ mọi người mẫu từ đường đẹp do công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato thiết kế và thi công cho gia chủ. Và bên cạnh tôi đây là Bác Minh. Thì cảm ơn bác đã tin tưởng Kisato trong suốt thời gian qua. Thì bác có thể chia sẻ cho cháu một chút về thứ nhất là dòng họ của mình là gì, thứ hai là mục đích của mình xây dựng cái từ đường này được là gì được không bác? Vâng, thứ nhất là cái mục đích của gia đình trong cái chi dạ. Của chi thôi dạ. Nhưng mà là của họ Nguyễn dạ. Nhưng mà mục đích thì cũng có muốn là xây dựng lại cái nhà từ đường, bởi vì cái nhà từ đường cũ của gia đình thì nó cũng là lâu quá rồi, nó cũng xuống cấp dạ. Thì nguyện vọng thì cũng muốn làm một cái ngôi từ đường mới lại dạ. Để sau này cho các thế hệ sau này dạ. Tất nhiên là để lưu giữ lại những cái truyền thống của dòng họ cũng như gia đình dạ. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai thì thực ra mà nói là trong cái nguyện vọng thì của gia đình thì cũng đã cái đúng với cái nhu cầu là trong cái quá trình mà là để mà thi công cái công trình này thì công ty Kisato thì cũng coi là chúng tôi rất tin tưởng dạ. Nó cũng coi là gửi gắm cái vào cái công trình vào cái của công ty dạ. Thì trong quá trình xây dựng thì công ty cũng coi là anh em trong thi công thì cũng phải nói câu rất nhiệt tình là dạ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái trong xây dựng thì cũng là phải nói là cái công trình này thì được đánh giá, nếu mà nói cho đúng mọi người người ta đến chơi thì trong khi thi công cũng như là dạ. Của anh em làm ấy thì nói chung là người ta cũng đánh giá là cái công trình của công ty làm thì nó cũng có chất lượng. Vâng. Đấy là cái thứ nhất. Và hai cái mỹ thuật thì dạ. Nói chung cũng là đẹp. Vâng. À, vậy đường đường thôi thì công ty mình làm được giúp cho gia đình cái nhà từ gọi là từ đường của chi thôi chứ cũng không phải là dòng họ. Của chi thôi, vâng. Vâng, của gia đình thì cũng là cái vấn đề về nhìn trước mắt mà xây dựng như thế này thì cũng thấy là vừa là có chất lượng. Vâng. Hai nữa là kỹ mỹ thuật cũng gọi là tương đối đề tuyệt vời rồi. Vâng, đấy, đấy là dạ. Theo ý của gia đình cũng như là mọi người người ta đến chơi vâng. Hỏi thăm thì cũng là như thế. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Bác cho cháu hỏi một chút đi. Thì thứ nhất là về trong quá trình mình thi công này, từ kỹ thuật hay là các người thợ bên cháu thì bác thấy cái thứ nhất là cái đầu tiên là cái trình độ chuyên môn, hai là cái thái độ ấy. Trong quá trình làm việc thì bác thấy thế nào, bác có thể chia sẻ cho một chút được không ạ? Cái vấn đề trong cái lĩnh vực dạ. Chuyên môn của anh em thợ của dạ. Công ty cũng như là kỹ mỹ thuật dạ. Thì nói chung là cái đó là cũng đảm bảo cái tiêu chuẩn về chất lượng dạ. À, mà anh em làm thì nói chung rất nhiệt tình. Rất là nhiệt tình đúng không ạ? Trong công việc ấy, thì đều thực ra mà nói thì giữa bên thợ của công ty mà xây dựng thì với gia đình thì cũng chẳng có cái gì để mà gây ra. Đúng rồi. Đấy, bởi vì cái trước tiên là cái kỹ thuật, mỹ vâng. thuật cũng như là về chất lượng công trình thì vâng. nói chung là gia đình chẳng có cái gì mà bảo rằng là giữa vâng. thợ nhà, thợ với chủ nhà là có điều gì nó ngoài cái mong muốn cả. Vâng. Mà nói chung là đã tốt rồi thì thường thường nói chung là mình cũng thấy là cái đó là cái vấn đề chất lượng cũng như là tình cảm giữa chủ nhà với cái thợ để vâng. mà đảm bảo cái vấn đề cái là hài hòa. Đúng đấy. Thường là các người thợ hay là kỹ thuật hay người thợ của Kisato khi đến mỗi công trình ấy, thì được gia chủ và những người khu vực hàng xóm rất là quý. Vâng. Và thứ nhất là cách làm việc rất là chăm chỉ, ví dụ như trời mưa này, mưa gió hay là những mà cái thời tiết mà nắng nôi ấy, người ta làm đúng giờ chuẩn chỉ. Ví dụ như buổi sáng thì có những cái trường hợp là buổi thậm chí là từ 6 giờ đến 6 giờ tối, với những cái thời tiết mà nó sớm hơn, thậm chí nắng nóng thì người ta có thể làm sớm hơn. Thì qua đây tôi cũng thay mặt công ty cảm ơn những người thợ, những người anh hùng thầm lặng đã giúp cho một phần nào đấy của công ty để đạt tiến độ cũng như là tiến độ rất đề ra. Chúng cháu cũng có món quà tặng thay mặt công ty, cháu cũng gửi đến bác một món quà. Cảm ơn bác và gia đình đã rất là tin tưởng ủng hộ cho từ đường Kisato. Hy vọng là sắp tới là bác sẽ giới thiệu mọi người đến để mọi người biết đến từ đường Kisato nhiều hơn. Cảm ơn bác. Trước tiên thì tôi cũng thay mặt đại diện cho gia đình dạ. có lời cảm ơn đến coi là công ty dạ.
Thế đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì coi trong cái vấn đề xây dựng này thì đây đúng là khu vực này thì cũng là tôi xây dựng đầu tiên. Dạ. Mà rất tin tưởng đến công ty rồi thì tin chắc là cũng sẽ là có cái sự lan tỏa. Đúng rồi ạ. Và xa hơn nữa cho công ty, mà cũng có chúc cho công ty coi anh em trong công ty mạnh khỏe. Dạ. Sức khỏe coi dồi dào, hai nữa là coi hạnh phúc và coi là mọi sự bình an. Dạ vâng ạ. Và cháu bây giờ cháu xin phép là quay qua công trình một chút bác nhé. Dạ. Vâng, đấy. Cháu cảm ơn bác. Vừa giờ các bạn cũng đã nghe chia sẻ của gia chủ, thì hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết của kích thước của công trình này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái kích thước mà chiều ngang phủ bì của công trình, tức là từ mép tường cho đến mép tường thôi là đã là 9,5 m rồi các bạn ạ. Công trình này rất là to. Thứ hai là chiều sâu phủ bì của công trình, tính từ hai mép cột đồng trụ ấy là 9,520 m các bạn ạ. Đây cùng tôi đi về phần hiên này nhé. Kích thước từ cột này cho đến cột cửa, gian cửa với diện tích là 1,550 m. Chúng ta có thể thấy là cái phần hiên này kết hợp với lại một bậc của bậc ngũ cấp sẽ tạo nên là một cái hiên rất là rộng. Và chúng ta có thể là đặt bàn ở đây hay giải chiếu và tạo nên một cái hiên rất là rộng như thế này. Và chúng ta có thể thấy là các bức tranh được đúc bằng xi măng và được sơn giả đồng lên rất là đẹp. Khi mà chúng ta bật đèn lên ấy, ánh sáng đèn sẽ chiếu vào đây. Và thứ hai chúng ta có thể để ý đây là những cái công tắc này hay cái ổ cắm điện ấy. Không phải mà tự nhiên là chúng ta là sẽ có cái vị trí công tắc hay là cái ổ điện ở đây đâu các bạn ạ. Tất cả những cái vị trí này nhá, ổ cắm hay công tắc trong bản vẽ thiết kế của bên tôi ấy là đã có sẵn một cái mục là bản thế, bản thiết kế phần điện nước công trình. Công trình từ đường thì sẽ có là bản thiết kế điện. Và những cái vị trí như là ổ cắm ở đây hai bên thì bây giờ ấy là khi mà chúng ta đặt một cái bàn hay là ăn uống hay là làm gì ở đây ấy, chúng ta đặt có những cái ổ cắm ở đây chúng ta rất là tiện. Và tất cả khi đây là chúng ta khi mà đi xây dựng phần thô ấy, chúng ta đặt sẵn là dây ngầm, ống ren sẽ đảm bảo cho chúng ta thứ nhất là về mặt mỹ thuật là ống đi ngầm, hai về phần kỹ thuật đảm bảo cho là rất là đẹp, không bị có tình trạng là thi công xong rồi bắt đầu mới đục chạm hay là ấy, rất là ảnh hưởng đến công trình. Thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy các đèn này. Bên tôi khi mà thiết kế đặt hết ống chờ cho gia chủ, và khi mình thiết kế các ống cái đèn trang trí như thế này, cái đèn và kết hợp với màu gỗ của công trình ấy rất là đẹp phải không ạ? Chúng ta có thể thấy là phần nền, gạch nền đây là chúng ta đang chọn là gạch loại A1 nát theo hình chữ công, và thứ hai ấy là cái mạch là hai vân rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy là những cái chi tiết phần hiên được thiết kế theo kiểu trồng rường, và thứ hai cái hoa tiết hoa văn ấy là rất là kinh bông đầy nổi. Và có thể anh có thể quay rõ hơn là một chút về phần đầu bể đấy không ạ? Chúng ta có thể thấy là hoa văn này rất là kinh bông, và hoa văn giống như là ở đây thì chúng tôi đã đặt sẵn là hai cái dây chờ, và gia chủ đã thiết kế đặt thêm hai cái đèn lồng ở đây. Chúng ta nhìn ở vị trí này thì thấy rõ hơn là cái hoành hay rui. Ở vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta kéo nó hoành ấy là những cái chỉ hai bên rất là đẹp và sắc nét. Khi mà ánh đèn chiếu lên và chúng ta nhìn từ dưới như thế này ấy, là chúng ta thấy nhìn rõ chỉ hai bên này, cả cái rui như vậy. Khi cái rui mặc dù rất là mỏng và kích thước rất là bằng nhau, chúng tôi đã kéo từ bên dưới và bên trong đều có cốt thép các bạn nhé. Khi chúng ta kéo bên dưới và bắn liên kết với nhau, và khoảng cách giữa các rui rất là bằng nhau để đảm bảo là chiếc cái ngói màn ấy, cái chữ thọ nó ở giữa luôn. Và chúng ta có thể thấy đứng từ dưới lên chúng ta nhìn thấy chữ thọ và các rui rất là bằng nhau, rất là đều. Khi và chúng ta cái khoảng cách rất là mỏng, và thứ hai là những cái hoành mà mình sơn lên nhìn như này rất là giống giả gỗ các bạn ạ. Nếu mà đứng từ ngoài đường hay là ai mà không biết thì nhìn vào, mọi người sẽ nghĩ phần này là phần gỗ. Cùng tôi đi chi tiết vào công trình này nhé. Đây, đầu tiên là tại sao nói công trình này rất là to. Đây, thứ nhất là diện tích từ phần cột cửa cho đến cột gian thờ này. Bạn biết kích thước là bao nhiêu không ạ? Kích thước ở đây đang là 4,300 m, tức là kích thước từ tim cột cửa cho đến tim cột gian thờ này đang là 4,300 m các bạn ạ. Như vậy là chúng ta rất là rộng. Chúng ta thấy là ở đây thì như lúc nãy mình có chia sẻ, bác gia chủ có chia sẻ ấy, là nhà thờ này sẽ là nhà thờ chi dành cho gia đình, nên là ngoài mục đích là thờ cúng tổ tiên ra thì gia chủ có đặt thêm một sập rừng nằm ở đây và khu vực này để tiếp khách. Và chúng ta có thể đi chi tiết hơn về một chút và những cái phần như là phần đố măng này hay là những phần hệ phì kèo ở trên. Đầu tiên là chữ thượng lương, chúng ta có thể thấy là gia chủ đang để bằng chữ quốc ngữ là ngày khởi công ngày mùng
6 tháng 2 Quý Mão, và bên này là ngày cất nóc là ngày 20 tháng 2 2023 các bạn ạ. Đấy thì chữ trên thượng lương thường là chúng ta nhìn cái là chúng ta sẽ biết hay để là ngày khởi công và ngày cất nóc. Mà hai là bên hai tường này thì gia chủ đang lựa chọn đây là chúng ta này sơn màu kem và để một khoảng trống như thế này. Sau này thì chúng ta có thể là đặt các bức tranh. Và cái phần trên này chúng tôi có đắp cho gia chủ đây là một bức đố măng, các bố măng sống gióng sọc xuống. Thứ hai là những cái các bạn có thể thấy là con trồng này hay những cái trụ trốn ấy, khoảng cách quá giang rất là đều nhau, rất là đẹp. Và thứ hai ấy là bạn có nhìn thấy là cái hoa văn rồng cuốn mây là mây rất là sắc lép, rất là kinh bông đầy nổi sắc lép. Đây là một trong những cái công khi mà chúng tôi tham khảo những cái nhà cổ truyền ấy, hay là những công trình mà mang đậm nét truyền thống kết hợp với những cái giá trị mà chúng tôi cải tiến thêm để làm sao mà nó phù hợp với mỗi gia đình, với mỗi công trình từ đường, không những chỉ lưu giữ giá trị truyền thống mà mình sẽ cố gắng là mang đến những cái nét riêng dành cho mỗi gia đình. Với những công trình lớn thì chúng tôi sẽ làm những cái hoa văn nó lớn phù hợp với lại mức quá giang hay những cái xà dọc xà gồ như thế này. Nếu mà chúng ta mà những cái chiều ngang mà rộng như thế này mà chúng ta lại kết hợp với những cái xà gồ nó bé hay là những cái đấu nó bé hơn, những kích thước nhỏ thì là thực ra ta sẽ thấy là nó rất là tự nhiên, là thấy cái hệ phì kèo này rất là rối. Nhưng mà khi mà cái diện tích rộng mà chúng ta kết hợp những cái hoa văn lớn hơn và những cái hệ kẻ hiên hay là những cái mà trụ trốn cũng như là những cái mà quá giang như thế này ấy, nó làm cho thứ nhất là làm cho công trình có khoảng cách rất là rộng, và thứ hai ấy là chúng ta nhìn thấy là cái màu sơn giả gỗ bên mình lựa chọn cho gia chủ này nó không phải là màu nó quá đậm, làm sao ấy khi mà mình nó không lấn áp quá cái màu cửa nhé. Khi bạn đứng này màu sơn giả gỗ này với màu cửa ấy, làm sao thì chúng ta thấy là đây, à đây là sơn, đây là gỗ thở, đây là gỗ này, nhìn những cái gỗ lim như thế này. Về chi tiết hơn một chút về cái phần nội thất từ đường nhé, đây là hai câu đối, và thứ hai là cái phần ốp chân cột các bạn ạ. Cái này là bên mình là bên tổ đội đá riêng, khi mang đến công trình ấy thì là mình sẽ nói qua về quy trình mà thi công gia công cái đấy nhá. Tức là khi mà người ta mang đến công trình là một cái ốp chân cột này là ốp liền luôn, nhưng mà đến công trình bắt đầu là người ta sẽ xẻ ra và sau đó là người ta sẽ ốp lại với nhau và gia công là như thế, để cái mạch ấy nó rất là khít, rất là bé, rất là khó nhận ra các bạn ạ. Nên gần như là chúng ta không thể biết đấy là mép nối. Tại sao là chúng ta, chứ không phải là mình đặt cái cột lên nhá, tại vì đây là cái phần thô mà, bê tông giả gỗ, nó cái cột này nó liên kết từ cái phần chân móng cơ. Đi, chúng ta sẽ đổ lên. Và tiếp theo là chúng ta có thể thấy này, những cái bức hoành vi đại tự, chúng ta có thể thấy là hay là những cái vị trí mà quạt như thế này, như tôi nói ngay từ đầu là những vị trí quạt hay là vị trí đèn như thế này, là trong bản vẽ thiết kế bọn tôi đã thể hiện sẵn là vị trí ở đây là có đầu chờ dây điện hết rồi. Và chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho gia chủ là nên như mua những loại bóng đèn nào, nên dùng những loại quạt trang trí như thế nào cho nó phù hợp với gia chủ, và làm sao để, và thậm chí là đã để sẵn những cái ổ, những cái móc quạt đấy để khi mình ra thi công rất là nhanh, và đặt sẵn dây chờ và ống ken ở đấy, nên là chúng ta khi mà kể cả thi công vần điện hay là ấy, nó rất là nhanh và không có, như bạn có thể thấy công trình này rất là không có là những cái dây điện bên ngoài ốp bên trong đi âm hết các bạn ạ. Ở như vậy là tôi cùng với như vậy là tôi đã chia sẻ các bạn một mẫu từ đường đẹp do công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisto thiết kế và thi công trọn gói cho gia chủ ở Đông Anh, Hà Nội. Nếu bạn thích mẫu từ đường này thì có thể hy vọng là bạn sẽ thích mẫu từ đường này. Nếu bạn có nhu cầu về thiết kế hay thi công từ đường, hãy liên hệ số điện thoại bên dưới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.